Hôm nay em lên là em kêu Dạ. gọi cái thằng nào mà dân chủ quậy ở Việt Nam năm 2 mùng 2 tháng 9 này, hay là ai? Chào, chào anh nha, anh nha. Chào mọi người. Chào, chào họ Lê. Mẹ Nguyễn Lan rồi. Kêu gọi là mùng 2 tháng 9 là nhớ xuống đường, xuống nhiều vào, tập trung nhiều, dàn dàn trải ra miền Nam thì có mấy anh thôi, toàn người bé bé con nên nó khổ. Ngoài Bắc này toàn anh em vạm vỡ thôi, xe xẻ xẻ xẻ, trong ngoài Bắc này ít, xuống nhiều vào nhá. Xuống đường thì mang bom xăng bom xiếc thì có gì, chuẩn bị cứ chuẩn bị xuống hết đi. Còn lại thì còn lại vấn đề thì để em với cả Trần Toản lo ở Hà Nội, thì em với thằng anh Trần Toản lo, đúng không anh Trần Toản? Bây giờ mình không, bây giờ em nói với anh là bây giờ anh có cản người ta cũng không nghe, lý thuyết giải trình người ta cũng không nghe, luật pháp người ta cũng không sợ, coi thường luật pháp rồi mà anh. Bây giờ là em khuyến khích luôn cho nó nhanh xuống thì bắt một thể nhốt hết rồi, xong, xây dựng đất nước cho nó một thể đi. Còn những ông nào mà kêu gọi mà không xuống lấy được bao nhiêu tiền của ba que, cứ lấy càng nhiều càng tốt đó. Thứ ba là em có cái quan điểm như này. Các anh thì cũng đã chia sẻ những cái chống phá, những cái luận điệu xuyên tạc cái này cái kia rồi, thì một số anh em thì nên đi theo cái hướng như em bây giờ em đang đi, là em nên những cái anh A Quy đi, đừng có bêu nộ bí mật quốc gia nhá. Em lên những cái diễn đàn của mấy Việt phe phe đối lập ấy, em vạch ra những cái mà bất khả thi mà họ làm. Tức là cái việc lật đổ cộng sản bây giờ, là lật đổ cái chính quyền bây giờ, là với cái con đường của các ông là nó là cái gì, nó Không quá khả hoang thi đúng tưởng. không? IQ còn ở đây không anh? IQ còn ở đây không anh? Xem cho em xem, trả lời cho em xem có đúng là cái con đường các anh đang đi là quá hoang tưởng không? Bây giờ các anh dùng bạo động mà lại đấu với cả, ngày xưa thì có không quân lục quân, có Mỹ bố Mỹ, rồi có thủy quân lục chiến còn chả đánh được. Bây giờ các anh có cái gì? Một khẩu súng còn không có thì các anh đánh ai, đánh với ai? Trong khi đó Việt Cộng ngày xưa thì đánh bằng tầm vông, bây giờ thì anh xem có thiếu cái gì không, có thiếu cái gì không mà các anh đòi đánh bằng bằng bạo động? Còn bây giờ anh bảo là do ôn hòa, do người dân. Ô thế ôn hòa do người dân thì bây giờ anh đặt đổ xong, anh dân bây giờ thu nhập người ta trung bình khoảng 8 triệu, bây giờ anh phải đặt được thì anh phải phải cho người ta 10 15 triệu chứ, 15 triệu một tháng chứ. Bây giờ đập cho xong rồi, bây giờ ăn gạo chả có mà ăn, dân ai người ta tin mà xuống, đúng không ạ? Mình cứ em nghĩ rằng là mình cứ phân tích sâu vào cái việc đấy là mọi người đều nhìn nhận thấy được. À vâng, anh Trần Toàn. Tức là Thế chung tôi kiểu không là cần tranh luận với các thế ông nữa, đâu. mà tóm lại là cái đấy tôi vạch ra các ông đang làm, những việc các ông đang làm là bất khả thi. Đó, nó bất khả thi thì các ông làm cái gì bao nhiêu năm rồi đấy. Em đánh mạnh vào cái việc đấy rồi, cái hậu quả nhận được là gì? Tù tội, mất tiền mất của, đúng không ạ? Đúng rồi. Và mất tiền mất tội mà ông, các ông nhìn lại, các ông xem, các ông nhìn lại xem những cái người lãnh đạo của ông có cái trình độ gì, quanh đi quẩn lại với người 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 gọi là cái gì nhỉ, làm một số cái công việc, ví dụ như anh IQ chẳng hạn, trông sùng bay chẳng hạn, hay là anh Tân Thái đi ruộng móng, hay là cùng Phạm cắt cỏ bán đồ hàng rong các thứ. Thì bây giờ em nói với anh nhá, giữa cái người lãnh đạo bây giờ với cả người mà các anh có đang nghe theo, đang được tuyên truyền, đang thế này đang thế kia, thì ai anh theo cái người dốt hay người người giỏi? Mọi người thì nghĩ xem, theo người dốt hay người giỏi? Nghe nó đã thấy chối rồi thì các anh còn nghe theo cái việc nó phi lý, nó vô lý đến mức độ như vậy, nghe nó làm cái gì? Không, em thì mê lâu rồi anh Nguyễn Nhàn ơi, mê mạnh luôn. Mê ăn việc còn Dương. Không những mà em mà còn anh Bình Dương cũng mê gái, anh tâm sự với em nhiều việc mê gái Bắc lắm. Anh là chủ tịch đảng mê gái mà. Qua Duy Nguyễn, qua Duy Nguyễn là anh chỉ là anh lấy đảng mê Có gái gặp bật nhau ra thì Duy ngoài Nguyễn mới chào lại thôi. không? Có bật ra ngoài không? Có bật ra Hả? ngoài không? Có đang
vợ đang nằm kế bên đây, nhưng mà vợ Ừ. làm hết hồn, làm hết hồn nè, thấy không, vừa nói gái phát cái tay câu cổ lên nè, thấy ghê chưa. Nhưng mà vợ anh Bình Dương yên tâm rằng là phụ nữ là để yêu thương. Vấn đề là cái sức của người đàn ông nó bao trùm ấy, nên yêu thương nhiều người một tí thôi. Trời ơi, Đạt ơi, làm to nè, phụ nữ đây à, yêu thương nè, mặt chạy nè, thấy chưa, người chạy nè Thì đó, à, đó phụ em nói nữ. anh vợ em đá như tát đấy, anh chày đó là cái gì. À Bình Dương yên tâm rằng là phụ nữ là để yêu thương. Vấn đề là cái sức của người đàn ông nó bao trùm ấy, nên yêu thương nhiều người một tí thôi. trời ơi, Đạt ơi, làm to nè, phụ nữ đây à, yêu thương nè, mặt chạy nè, thấy chưa, người chạy nè. Thì đó, À, đó phụ em nói nữ. anh vợ em đá như tát đấy, anh chày đó là cái gì. À Thì cái câu chuyện là em nghĩ rằng là mình cũng phân tích như cái việc là nội địa xuyên tạc, nhưng mình cũng phân tích cái thực lực giữa hai bên nó chênh nhau là 1 và 1 triệu, cái tỷ lệ nó quá lớn thì không có cái hy vọng gì mà có thể là thay đổi được, thì lúc đó người ta sẽ tự nhìn nhận thấy, và họ họ sẽ hiểu được là cái vấn đề ở đây là sửa chứ không phải là đập bỏ những cái mà thiếu sót, những cái mà đang nỗ lực thì nên cùng nỗ lực để mà sửa chứ không phải đập bỏ. Đấy, em nghĩ là theo hướng như vậy, chứ còn em cũng mỗi người một quan điểm, nhưng em không đồng ý cái việc nhiều cái việc mình cứ 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 phân tích nhiều quá, đôi khi em giật mình. Anh Bình Dương ạ, đôi khi em giật mình rằng là ô, mình phân tích những cái này thì liệu những người mà bốc vác hay là những người mà cắt cỏ hay những người mà ruộng móng hay những người mà cả đời người ta ăn bám thì liệu người ta có hiểu không? Nó có hiểu được ra vấn đề này không? Thế nên mình em nghĩ là cứ đập hẳn vào cái mà người ta đang quan tâm là cái biểu tình ấy. Em nghĩ là như vậy, hoặc là những cái lật đổ đó, em nghĩ là như vậy thì nó sẽ hay hơn. Đó, nên là em mong muốn là từ giờ đến 2 tháng 9 anh Bình Dương là cứ kêu gọi xuống đường nhé. Kêu gọi xuống đường. Như anh có một cái cũng cái hay nữa, nhưng mà em thấy là nó cũng chưa phù hợp. Ba que nhốt bên ngoài anh trai ở đây. Em cũng thấy nó chưa phù hợp. Có một cái anh trai ở đây anh nói với em rất là hay này. Tức là cái giới trẻ bây giờ ấy, nói luôn một câu là thời sự thì có cái gì mà xem, hầu hết là đọc những cái thông tin từ trên Facebook, nên đấy là một cái tình trạng rất là báo động đối với giới trẻ bây giờ. Và thông tin giờ trên Facebook hay trên YouTube thì nó không được không không được kiểm chứng, không được đảm bảo, và hầu hết thì những cái mà mang tính tiêu cực thì hay được mọi người chú ý hơn, nhiều view hơn. Đó, nên đâm ra cái nhìn nhận về xã hội nó cũng sai lệch đi. Em nghĩ là như vậy. Anh muốn ngủ nè, chả thì giao tiếp gì với em, nói một mình đi. Vợ có tí đâu, lúc rồi sáng lúc trưa thì đi với mấy anh em, xong rồi đến lúc chiều về nhà tỉnh về đây lúc 9 giờ anh ghi SCT đứng 21 giờ live, còn đi qua nhà ông và vợ có chút việc bên nhà rồi cuối cùng ngồi đến 10 giờ mới về, về tới đây 11 giờ anh lật đật lên live xí, anh định live xí anh ngủ chứ cuối cùng giờ kéo giờ tới đây. Rồi, em chia sẻ như vậy thì anh em nào mà có cùng quan điểm với em thì cứ cứ làm theo một cái hướng mới như thế thì cũng sẽ ai như như anh tầm bội em vừa nói, anh phổ biến cái vấn đề về về luật pháp ấy thì nó rất là tốt. Em cũng có cái định hướng là cũng có cái cũng có thời gian cũng có suy nghĩ là hay là mình nói một chút về vấn đề về pháp luật thế này thế kia. Nhưng mà thực ra là nếu mà những cái người mà lên đây này, những người mà có thời gian mà rảnh mà được kiểu họ họ muốn lên nghe những cái live stream này thì hầu hết họ đều có cái xu hướng là tìm những người mà đồng cảm để mà đổ lỗi cho cái sai lầm, cái thất bại của mình trong cuộc sống. Và những người đồng cảm và đổ lỗi cho một cái chế độ hay đổ lỗi cho việc gì đó mà lại không chấp nhận thất bại là do mình. Không phải Đó, nên cái việc mà tuyên tuyên truyền những cái
pháp luật thì em nghĩ là chắc là nó cũng không khả thi, vì người ta không muốn nghe. Không phải là họ không muốn nghe, nhưng cơ bản á, anh nói cho Đạt nghe nè, cái mình ở đây á, là họ không có, chưa có hình dung ra được cái sự việc, mà họ chỉ đi nghe một số cái thành phần, họ có thể là nói nó không đúng về cái đường lối và cái chính sách của nhà nước, rồi cộng với là một cái bức xúc cá nhân của họ, thì nó hình thành lên một cái suy nghĩ, và cái suy nghĩ đó là họ không thoát ra được, và họ cũng không tìm hiểu được cái nguyên do nó từ đâu, thì từ đó nó mới sinh ra một cái tiêu cực, và cái tiêu cực trong suy nghĩ của họ thì nó mới dẫn đến một cái việc là họ rất dễ dàng bị đánh gục bởi những cái lời lẽ của những cái thành phần chống phá đất Em nước mình. thì em nghiên cứu Đó. kỹ cái này rồi, em cũng 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 tham gia diễn đàn này khoảng 3 tháng rồi, em cũng trăn trở lắm. Thì em thì em có cái thói quen là em làm việc gì nó phải hiệu quả nhất, chứ không 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 làm theo 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 cái mà, tức là em cố gắng tìm cách để mà làm cho nó hiệu quả nhanh nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thì nó như thế này, em thì em nghĩ như này, những cái người mà anh cứ em cứ để ý là những cái livestream của những cái bọn dân chủ cuội hay những bọn phản động ấy, hay là những cái thằng Việt kiều nước ngoài mà nó bọn bao que ấy, nó rất là đông người xem. Có nhiều lý do, nhưng em nghĩ là nếu mà người Việt Nam xem những những cái livestream đấy là nhiều, là đúng, là thật. Vì hầu hết những người mà xem những cái livestream này, em nghĩ từ bản thân em trước kia cũng thế thôi. Em bảo em chẳng qua em vô tình em xem trên YouTube của anh Duy Nguyễn, là em xem thì em mới bắt đầu em tham gia cái này thôi. Chứ thực ra là em không quan tâm. Thì những cái người mà tham gia những cái xem những cái này, em nghĩ rằng là họ tìm những cái sự đồng cảm chung. Đấy là cái nhu cầu của họ, tìm những cái đồng cảm chung của những người mà cũng bị như mình, nhưng họ không thoát ra được. Họ không thoát ra được thì nói như này, họ không thoát ra được thì họ không tìm ra được giải pháp, và họ họ đổ lỗi, họ tìm một cái gì đó đổ lỗi, rồi đổ lỗi cho cơ chế, đổ lỗi cho công ty, đổ lỗi cho xã hội, để đổ lỗi cho chế độ. Và những cái người kia, những cái livestream của những cái đối tượng kia thì cũng là như giống như họ, cũng đổ lỗi, và họ không 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 chấp nhận cái thất bại của họ. Anh cứ để ý là bọn bao que nó cũng không chấp nhận thất bại của nó trong quá khứ. Và đấy là cái văn hóa đổ lỗi, thì tự nhiên là cái đấy nó sẽ là đông đó. Chứ em xem cái bọn đấy nó xàm, mà cái lời nói nó của nó không không có trọng lượng, mà nó không 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 có sức thuyết phục. Không không có thuyết phục thì nó sẽ rất là Đúng. khó. Mình nếu mà mình có một cái hướng đi mà làm sao mà đánh vào những cái đối tượng đấy là chính, tập trung vào những cái đối tượng đó là chính, thì nó sẽ, em nghĩ rằng là cái livestream của mình sẽ hiệu quả hơn. Đầu tiên là mình phải tìm được cái sự đồng cảm người ta đã. Anh cứ để ý những cái livestream của em, thì em cũng, nếu mà em có thời gian thì cũng sẽ lắng nghe tìm sự đồng cảm đã. Cô Ở đây anh Đạt Đạt nói đúng một phần, để anh cắt lời Đạt ấy. Đạt nói đúng một phần, nhưng cái một phần ở đây là cái vấn đề họ tìm cái sự đồng cảm, nhưng họ thay vì họ gặp được một người ví dụ đồng cảm với họ rồi giải thích cho họ thêm một cái vấn đề một cái người đó đang gặp phải, thì cái người đó họ sẽ nhận xét được là cái sự mình đang gặp phải này nó có phải là một cái sự uất ức cho mình hay là nó còn thiếu một cái gì thì đúng nữa. rồi anh, cái vấn đề là anh em thấy là anh em mình đang đang thiếu cái sự ban đầu, cái sự tiếp cận của cái người đó. Tức là mình vẫn giữ cái quá căng cái lập trường của mình, thì hiện tại mình đang đang đi đúng hướng, Không, không phải, nó thiếu cái sự đồng cảm. không phải, có nghĩa cái mình đồng cảm với họ nhưng họ không đồng cảm với mình, họ lại bắt mình phải đi theo cái lối suy nghĩ của họ, nhưng mà cái lối suy nghĩ của họ thì là họ hoàn toàn họ hiểu không chính xác về cái đường lối và cái chính sách nhà nước, đó là cái điểm mấu chốt của vấn đề. Nên ở đây anh nói là khi Đạt lên, Đạt muốn cố dùng cái sự hiểu biết mình, kể cả những cái về luật pháp của mình, để mình giảng giải cho họ, họ Thì không bao giờ đó, họ vấn chấp đề là nhận. họ không nghe, họ không muốn tiếp cận việc đó. Tại là họ họ muốn mình hướng, thay vì mình đồng cảm với họ là cái điều họ đang bức xúc, nhưng họ phải đồng cảm với mình là người đang muốn chia sẻ với họ, nhưng họ hoàn toàn họ không chấp nhận điều này.
họ mình thì mình muốn đồng cảm với họ, nhưng họ không muốn đồng cảm lại với mình, và họ muốn bắt mình phải nói theo cái ý của họ đang muốn. Cái đó là một cái vấn đề mà để anh em mình không thể làm được cái điều này nó nhanh nhất có thể. Mà cái điều này tại vì sao? Anh nói là một người thiếu cái thông tin, thiếu đi cái kiến thức mà lên cố gắng chia sẻ với nhau, thì bây giờ anh hỏi là chia sẻ đến bao giờ họ mới hiểu được vấn đề? Đúng rồi, có dùng kỹ năng anh trai ở đây anh làm kinh doanh anh hiểu là dự đấy, em đang nói cái từ đấy đấy, tức là kỹ năng vượt qua phản ứng đấy, đó nó là cái đúng đấy. Đọc